lifestyle I just got spent. First of the month comes, gotta pay rent. Where the money goes slipping through my hands. I'm working with these hands. Little Johnny needs a lunchbox. Little Susie needs clothes and it won't stop. Thanks, calling us something, they don't care. It's more than. Hello mọi người. Xin chào mọi người, mình là Vanh, biên tập viên của Zunzetic Entertainment. Và đây là Hồng Ngọc. Và mọi người cảm thấy không khí hôm nay như thế nào? Xuất sắc, khách quá đông, amazing. Amazing, good job em. Hi hi quá đông. Lại đây và xem nào. It's more than I can bear. I gotta believe I can more than survive. Still one trick up my sleeve. We're gonna make this one shot. I gotta believe I can more than survive. Still one trick up my sleeve. We're gonna make this one shot. Hiện tại bây giờ là 10 giờ hơn. Không khí ở đây rất là đông vui và tuyệt vời. Và mọi người cùng xem mình phỏng vấn nhé. Let's go. À, hôm nay nhìn thấy tâm bốn mắt tóc phương như này thì bạn cảm thấy như nào? Em đã quá quen. Lại quen là như Hồ Chí Minh. Quá quen luôn. Vui. Vui. À, cho mình hỏi là đây là bạn là lần thứ mấy bạn đi event của Zoom? Đây là lần thứ hai mình đi ạ. À, vậy bạn cảm thấy như nào? Tôi đã quá quen rồi. Nhìn lại vào đây. Tôi đã quá quen rồi. Hết to lên nữa. Tôi đã quá quen rồi. With the feeling go up and smoke again. Feels just like sinking sand. Heard shouts in the backyard. Sirens ringing from a cop car. It's a rough day for this family man. I'm praying with these hands. I gotta believe I can more than survive. Still one trick up my sleeve. Vâng, lại là Vanh đây. Hiện tại bây giờ là 13:50. Sát giờ ghi là khoảng mấy phút nữa thôi nhỉ? Vanh đang có mặt tại 131 Đông Cát, nơi địa điểm tiếp theo của event Birthday Tour tại Hà Nội. Soles of my shoes I worn, the knees of my jeans I torn. Sweat coming through my shirt, keep pushing even though it hurts. Chasing what I know is true. There's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no. Hôm nay thì mình thấy bạn cầm khá là nhiều đồ. Hai tay run cả tay luôn. Nhiều đồ vậy thì bạn săn sale cả ngày luôn đúng không? Vâng, em đi từ sáng. Rồi, cảm giác thế nào? Mệt không? Hơi nhưng mà vui. Vậy thì tổng thiệt hại ngày hôm nay là bao nhiêu? Em không biết nhưng mà phải đến tiền cổ đấy. Tiền cổ? Wow. Hôm nay em mua những sản phẩm như nào? Sáng em mua một cái hoodie zip với cả một quần cargo pant. Đến chiều thì một cái signature shirt với cả một cái sisu pant. Xong bây giờ là mua một cái coi. Coi. Nhận được áo limited chưa? Đây nhỉ. Đâu? Đây nhỉ. Wow, tôi chê không. Em chưa được nhìn nhưng mà biết là nó đẹp rồi. Vậy là Zunzetic Birthday Tour đã đi được 2/3 chặng đường. Hãy cùng mong chờ địa điểm tiếp theo của sự kiện nha. Tạm biệt.